Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 20 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, nắng ráo là trạng thái thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành miền Bắc trong ngày hôm nay, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Các hình thái gây mưa cho Bắc Bộ đã suy yếu đi, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng hoạt động trở lại. Trời có nắng với cường độ nắng khá mạnh vào trưa chiều, nhiệt độ tăng cao, mức nhiệt cao nhất từ 32-35 độ, có nơi 36 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc như tại Mường Lây, Mường La, Sông Mã hay là Mai Châu Hòa Bình thì nhiệt độ có thể trên 37 độ, trời nắng nóng gay gắt. Từ ngày mai, dự báo nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Tại thủ đô Hà Nội sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, độ ẩm không khí thấp chỉ ở ngưỡng từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 13-17 giờ, trời nắng khô, nóng nên quý vị cần chú ý bổ sung đủ nước và vitamin để đảm bảo sức khỏe của mình. Tuy nhiên đến chiều tối và sáng ngày 21 tháng 5 thì mưa có khả năng xuất hiện nhiều hơn tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Trong cơn dông có nguy cơ xảy ra các hiện tượng sấm sét và gió giật mạnh. Đến với khu vực Trung Bộ, trong những ngày tới đáng lưu ý là tình hình nắng nóng có xu hướng gay gắt tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 34-37 độ. Vùng núi phía Tây từ 37-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12-16 giờ. Trời nóng khô với độ ẩm không khí phổ biến từ 55-60%, nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ, cháy rừng là rất cao. Người dân cần hết sức cẩn trọng. Còn tại các tỉnh thành Nam Trung Bộ, thời tiết ít biến động, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi. Ngày có nắng và nhiệt độ dao động từ 32-34 độ, có nơi trên 35 độ. Từ ngày 21 trở đi, nhiều khả năng khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ từ 1-2 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hiện đang là nơi có mức nhiệt độ dễ chịu hơn so với khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Chiều tối nay khả năng cả hai khu vực vẫn có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông xuất hiện đều đặn về chiều tối, nên nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 32-35 độ tại khu vực Nam Bộ và từ 31-34 độ tại Tây Nguyên. Từ ngày 20 trở đi thì gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên mưa sẽ xảy ra nhiều hơn và nhiệt độ giảm nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, hiện theo mô hình của Trung tâm Dự báo Hải quân Hoa Kỳ, khoảng từ ngày 23 tháng 5 trở đi có khả năng hình thành một cơn áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sau đó tăng cấp thành bão nhiệt đới. Theo mô hình này thì bão mạnh lên trên khu vực giữa Biển Đông, đi vào vùng các tỉnh từ Quảng Bình tới Khánh Hòa vào ngày 25 tháng 5. Sau đó thì suy yếu và đi vào đất liền. Nếu điều này xảy ra và đúng như mô hình thì cơn bão trên sẽ gây ra mưa to trong khoảng từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 5 cho khu vực Trung Bộ. Sau mới chỉ là dự báo xa. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng khu vực Tây Bắc là từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng là từ 30-32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt.
Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam là từ 32-35 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, sáng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.